Thầy về nơi đây đất thưa khổ cằn, miền quê khó khăn, cách xa thần đồ. Thầy về nơi đây được mấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quán kinh Vô Lượng Thọ, bà Vi Đề Hy, bà bị thái tử A Xà Thế nhốt trong ngục tù, giết cha là vua Tăng Bà Sa La. Bà đau khổ đến tột cùng, bà không muốn ở trong cái cõi này nữa. Bà có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lắng nghe nè nha. Mình có duyên với Đức Phật A Di Đà là mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mình có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi có duyên với Bồ Tát Quan Âm, có duyên với Chư Tăng. Khi mình gặp nạn là mình khởi ý niệm nó lên. Trong tâm mình nó có cái chủng tử này. Thì bà làm sao? Hướng đến núi Linh Thú, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Cồ Đàm: con đang gặp nạn, con khổ đau quá. Con của con bây giờ bất hiếu, nhốt con ở trong ngục tù. Ngày đến ngày gia hộ cho con để làm sao con ra khỏi cái cõi này, con quá đau khổ rồi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca cùng Ngài A Nan và Ngài Mục Kiền Liên dùng thần lực đi vào trong đó. Bà đang đảnh lễ, cung kính đảnh lễ. Khi mình ở ngoài đời mình nói làm sao quý vị? Con khổ quá ơi, con khổ quá rồi, Phật ơi giúp con. Mình nói cái miệng thôi, mình không giúp ai, không có phước báu cũng không có tâm cung kính thì làm sao Phật giúp mình được. Tâm mình không tương ưng chứ không phải là Phật không giúp mình, Phật thiên vị đâu, mà do mình bị ngăn cách ngăn che rồi. Phật ơi con khổ quá, vì chồng vì con, vì tiền vì bạc, sao Phật không đến giúp con. Con lên chùa hôm nay ngày lễ tri ân, con cúng hoa quá chừng mấy chục triệu luôn á Phật. Kể với Phật nghe. Nhưng mà Phật không đến, Phật không giúp mình là gì? Vì sao? Tâm mình chưa tương ưng, phàm ngã mình quá lớn, ngủ ấm ngăn che, sắc thọ tưởng hành thức ngũ ấm đang ngăn che, Phật lực mất rồi. Nhưng bà Vi Đề Hy thì bà thực sự cung kính, thực sự chân thật. Thì Đức Phật Thích Ca xuất hiện liền. Thì Đức Phật Thích Ca dùng thần lực cho bà thấy mười phương thế giới chư Phật. Bà nhìn bà thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bà chỉ vô thế giới đó, bà nói con muốn về thế giới này con phải làm sao. Lúc đó Đức Phật mới nói cho bà, đó là tịnh nghiệp tam phước. Mười phương ba đời chư Phật thành Phật không thể bỏ cái tịnh nghiệp tam phước này được. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là tôn kính lễ kính sư trưởng, thứ ba là từ tâm bất sát. Cái người mà họ hành từ tâm bất sát được rồi á, thì tự lòng họ khởi lên lòng từ thương tất cả chúng sanh. Gà, vịt, heo, chó là cha mẹ của đời quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Nhân cái ngày lễ này á, họ đi phóng sanh, họ không có ăn. Đây là từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện chúng tôi đang giảng chỗ này. Bà nghe cái là bà hoan hỷ. Và bà nói muốn về Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào nữa, là tu 16 phép quán. Và phép quán cuối cùng đó là trì danh Phật hiệu. Trì danh là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, giữ liên tục như vậy. Bà nghe cái là bà hoan hỷ. Cái nỗi khổ niềm đau của bà mất vị trí. Lắng nghe nè, lắng nghe nè ha. Lúc bình thường bà chưa gặp Phật khai thị á, thì cái niềm đau nỗi khổ của bà đặt toàn nơi cái đứa con là Thái tử A Xà Thế, và đặt toàn tâm mình trên cái nỗi khổ đó. Cho nên bà quá khổ,
Mà khi mà bà thấy thế giới cực lạc, bà thấy bằng mắt thiệt luôn á, cái tâm bà quá cung kính đi, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, dùng thần lực cái bà thấy liền. Và bà quá cung kính đi, cho nên thành ra là cái nghiệp của bà đó nó tiêu, cái nghiệp của bà vị đệ hy đó nó tiêu, nó chuyển đi. Cho nên Ấn Tổ mới nói là có một phần thành kính là tiêu một phần tội nghiệp, mà bà 10 phần thành kính, 100 phần thành kính. Cho nên giữa bà với lại vua A Xà Thế nó tiêu cái nghiệp, bà chuyển được cái vị trí từ buồn thái tử A Xà Thế qua cái vị trí là muốn về Tây Phương Cực Lạc. Mất khổ đau, mất khổ đau, không còn khổ đau dính líu trong tâm nữa. Và bà phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Thì trong đó có cái lễ kính sư trưởng. Nếu người đó tu tịnh nghiệp mà không có chữ lễ kính, không có chữ thành kính, thì người này không thành tựu. Lắng nghe Tổ Ấn Quang khai thị về cái lễ kính nha. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người chọn không có một pháp nhất định. Cái nhất định là thành, là cung kính. Hai sự này dẫu cho chư Phật tột cùng đời vị lai xuất thế cũng không thể thay đổi được. Yeah. Mười phương chư Phật tột cùng đời vị lai đã thành Phật của quá khứ và tương lai thành Phật như là Bồ Tát Di Lặc, không thể nào thay đổi hai chữ thành kính này. Nghĩa là không áp dụng hai chữ thành kính này thì không thể nào thành Phật, thành Bồ Tát. Lắng nghe chỗ này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Ngài trong Kinh Pháp Hoa nói có một cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát, đúng không? Ngài hành cái hạnh là đi đâu Ngài cũng gặp mọi người là tôi không dám khinh các người đều sẽ thành Phật. Người ta nghe Ngài nói như vậy thấy người ta không thích, người ta cầm ngói, cầm đá, người ta ném Ngài, Ngài chạy ra xa. Ngài cũng nói tôi không dám khinh các người sẽ thành Phật. Nhờ cái tâm cung kính mà xem tất cả mọi người là Phật đó, thì từ cái tâm cung kính đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Hôm nay mình cũng về mình nói làm sao? Anh à, em cung kính anh là Phật sẽ thành. Nếu ông chồng ông hiểu đạo thì ông kêu tốt lắm, trong Kinh Pháp Hoa có nói như vậy, đúng không? Còn nếu ông chồng không hiểu là kêu bà nói bậy bạ, tôi quýnh cho phù mỏ bây giờ. Đúng không? Bây giờ trong tâm của mình mà làm sao nghĩ ông chồng á, ông có Phật tánh, ông sẽ thành Phật. Nếu mà ông chửi mình nói Phật thử mình, chửi mình thì có chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Còn nếu mà mình lấy cái phàm ngã của mình, thấy người ta chửi đào mồ đào mã, người ta mắng giết mình á, mình nổi cái tâm sân hận lên, oan gia đối đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói đừng có đối đầu với oan gia nữa. Đời này làm chồng, làm con, làm vợ, làm thân bằng quyến thuộc á, đã đối đầu với nhau rồi, thôi bây giờ cởi đi, đừng có kết lại. Kết tức là mình gì? Bực bội, tức tối để mà nói lại. Mình có đối đầu với nhau. Ngài Hải Hiền sao quý vị? Người ta vô, người ta thu tiền điện, Ngài nói ổ, sao năm nay mà tiền điện tháng này mà sao nó cao quá vậy? Cái người đó người ta mới mắng giết Ngài. Ngài nói cao cái gì? Ông sắp thấp nhiều bây giờ, ông muốn không trả hả? Tát cho Ngài cái, phun nước miếng vô mặt luôn. Cái Ngài im ru không nói gì hết. Ngài vô Ngài kể lại cho đệ tử, sao mấy cái đứa nó thu tiền điện nó dữ quá, nó tát thầy mà nó phun vô miếng vô mặt thầy nữa. Cái mấy người đệ tử nói sao nãy thầy không nói cho con ra con cho nó ăn trận. Kêu thôi đi, nó tát mình là cơ hội nó gãi ngứa chứ có gì đâu. Nó phun nước miếng vô mặt mình có cơ hội mình có chút nước rửa mặt. Làm vậy được không? Ngài mất cái ngã rồi, cái phàm ngã Ngài mất rồi. Ngã mạng tăng thượng mạng, mạng quá mạng mất rồi. Thương chúng sanh vì vô minh, và nhìn thấy con người đó có Phật tánh, cho nên không dám mắng giết, không dám nói lại, không dám chửi rủa, không dám đối đầu nữa, mà cung kính họ như Phật. Vì Ngài niệm được câu Phật hiệu nó tương ưng rồi. Khi mà niệm được câu Phật hiệu tương ưng thì tất cả mọi người đều là Phật. Dầu cho họ mắng giết, họ hại mình á, họ ngũ mã phanh thay á, cái nghĩa là sống họ chặt ra từng khúc bỏ vô trong cái đi chôn vô trong mồ, mà họ phanh thay mà họ đào mã mình lên nữa, vẫn giữ lòng cung kính. Vì họ mà nó tiêu nghiệp, vì họ mà mình tiêu nghiệp chống mau vãng sanh. Ai vậy?
Đề Bà Đạt Đa theo hại Phật xuyên suốt. Những vị chưa chứng A-la-hán không thấy được cái nhân quả đời quá khứ, hai người oan gia với nhau, Đức Phật Thích Ca với Đề Bà Đạt Đa, hai người oan gia với nhau, cho nên các vị đệ tử buồn bực khó chịu. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói này: các vị tỳ kheo, sở dĩ mà ta mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa. Cảm ơn ông không hết mà bây giờ đi buồn phiền họ làm chi nữa. Cái đạo lý này nó thâm sâu mà khó làm, bởi vì mình không có thủ sẵn câu Phật hiệu, mình không có dụng công tốt, cái tâm từ mình không có, mình không có tương ưng với câu Phật hiệu. Khi đụng chuyện cái là cái phàm ngã nó xuất hiện liền, nó phải đối đầu với nhau, nó phải làm cho mình hả giận cái phàm ngã đó đó, chứ nó không chịu đâu. Thì cái tâm này là ngăn cách với Phật rồi, tâm này không tương ưng với Phật rồi, tâm này niệm Phật không vãng sanh, chắc chắn không vãng sanh, phải đọa lạc thôi. Trong các vị Bồ Tát có ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, 10 đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về cực lạc là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền phát cái tâm rằng từ khi bắt đầu sơ tâm tu hành cho đến tột cùng đời vị lai, con lễ kính chư Phật đã thành Phật, con lễ kính chúng sanh tương lai sẽ thành Phật, và con lễ kính tất cả chúng sanh bị đọa lạc làm loài súc sanh, heo, gà, vịt, chó, con đều cung kính giống nhau. Nhờ cái tâm này mà ngài Đại Hạnh Phổ Hiền được thành quả vị Đăng Địa Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ, từ cái tâm lễ kính này. Nói đến Ấn Tổ thì thôi, cái tâm lễ kính của ngài tột cùng cao thượng. Có nhiều người hỏi ngài tượng Phật bằng giấy á, cũ rồi, bây giờ con phải làm sao? Nghe nghe ngài dạy nè. Trường hợp nhà mình cái tượng Phật giấy cũ rồi, hoặc mình thờ cái tượng Phật mới, một là mình lấy cái tượng giấy Phật cũ đó đó, mình để sau lưng cái tượng giấy Phật mới. Còn hai là làm gì? Đốt, lấy một cái đồ, cái thau, cái chậu mới sạch, bỏ vô đó đốt. Đốt xong là lấy cho, bỏ vô trong cái bịch sạch, đem ra giữa sông, giữa biển, cột theo cục đá, thả cho nó chìm xuống đó. Nếu tờ đó là tờ giấy, nếu cái đó là cây gỗ, mình hỉ bán, mình khinh nhờn, không sao hết trơn. Mình đá, mình bỏ nó lăn lóc cũng không sao. Mà khi cục đá đó đẽo thành tượng Phật rồi, tờ giấy đó vẽ thành tranh Phật rồi, cái cây gỗ đó đã đẽo thành tượng Phật gỗ rồi, mà khinh nhờn thì mang tội. Giờ nó chuyển từ cái cây gỗ thành tượng Phật rồi, nếu mà đốt đi thì sao? Đốt đi thì phải bỏ trong một cái thau, cái chậu sạch sẽ, hoặc giả là chét trên mái nhà, nằm ở trên đó. Chứ không phải là kinh sách rồi tượng Phật mình đốt đi, mình thả dưới đất, mình dậm thì dơ. Có một lần ngài đi đến một cái nơi đó, ngài thấy người ta đốt giấy tiền vàng mã, trong đó người ta làm một cái hình Phật ở trong đó đủ thứ, mà người ta đốt nửa còn nửa, ngài lấy mà đem về, ngài đốt, ngài làm cho sạch sẽ, ngài đem đi. Ngài nói nếu mà ngài không thấy thì những cái tranh tượng Phật đó đó chung với giấy đó đó là người ta đổ vô số rác, người ta quét, người ta đổ vô đồ dơ thì mang tội vô cùng. Quý vị thấy cái lòng cung kính của Ấn Tổ. Tối ngủ á, là phải mặc đồ vô, chứ không ngủ được, không được ngủ không mặc đồ trần truồng. Các vị thiện thần không có hộ những người này. Ngài dạy kỹ lắm. Trong văn sao ngài dạy từng ly từng tí về cái lễ kính này. Nhưng bọn phàm phu sát đất chúng ta muốn tiêu nghiệp lỵ nhanh chóng, mau chứng vô sanh, lại chẳng dốc sức nơi hai chuyện này, là hai chuyện thành kính á. Thì ví như cây không rễ lại muốn xâm xê, chim không cánh lại muốn bay, há có được chăng? Chích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Cái người mà không có lễ kính, không có thành kính, giống như cây nó không có rễ, nó không có cái gốc ở dưới, thì cái cây này sẽ chết. Con người mà không có lễ kính là người này sẽ hao phước tổn thọ. Con người này sẽ chết trước tuổi thọ, và khi chết là đau khổ. Và con người này làm ăn không có được tài vật, do cái không lễ kính đó nó tiêu hết phước báu trong mạng, không còn có tài nữa. Và người này sẽ bệnh khổ xảy ra với họ là do mất hai chữ lễ kính rồi.
Cho nên nhập đạo bằng hai chữ lễ kính. Sự nghiệp ngoài đời cũng từ hai chữ lễ kính. Kính trọng khách hàng là Thượng Đế. Không, quý vị có nghe cái bảng người ta treo không? Khách hàng là Thượng Đế. Thượng Đế là cao lắm á. Bữa nay quý vị treo thêm cái bảng khách hàng là Phật. Lỡ mà khách hàng vô nó làm sao? Ý, con Hoa Tâm này bán vật liệu mắc xấu dở. Thì mình sao? Dạ cảm ơn Phật ạ. Em con hoặc em hoặc là con vài bữa khắc phục ngang Phật ha. Khách hàng là Phật. Mọi chúng sanh là Phật sẽ thành. Thực sự hôm nay trong lòng của Giác Nhàn muốn đem những cái gì đọc trong cái bộ văn sao, đem những cái gì kinh nghiệm của cuộc đời mình cho quý vị, mà không biết quý vị có nhận không? Nhận không? Ai nhận đâu giơ tay lên ơi. Ai nhận đâu giơ tay lên ơi. Nhận mà để đó à. Nhận để đó à. Cho cái câu Phật hiệu, cho một cái hơi thở, là một cái chất không khí thiên nhiên, ăn không phải tốn tiền, đúng không? Không tốn đồng nào hết, khỏe. Cho một câu Phật hiệu vô lượng công đức, Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm. Không thấy quý, không thấy quý, thấy rất bình thường, lâu ngày rất tầm thường, bỏ quên rất dễ dàng. Mất tiền, mất gà, mất dịch, mất chồng, mất con, mất công việc, cuốn loạn lên, ăn ngủ không được, lo toan muốn điên loạn luôn. Có cái bà đó, chồng thì vừa bị nhà cháy, bà chạy ra kịp. Chồng thì bị chết cháy, nhà cửa sự nghiệp mất hết toàn bộ. Bà như điên như dại, khờ khờ, không biết gì nữa hết trơn. Thực ra nói bà không biết, chứ bà để toàn tâm vô trong cái nhà cháy với ông chồng mất, toàn tâm lọt vô đó, cho nên buồn phiền đến tột cùng, không làm chủ, không biết mình là ai nữa hết. Không biết mình là ai nữa hết, mình không làm gì được nữa hết, chứ gọi là điên. Mà bây giờ nó điên dữ lắm, giờ điên nhiều lắm. Họ mất, quên mất con người chân thật của họ, họ không tự chủ được nữa, điên mất. Xong rồi có người thân gọi đến thư đến, ông tổ mới viết thư hay thiệt, cái lực dụng vô tác bất khả tư nghì trong văn sao. Cái lời của ngài nói nó hay quá chừng, cái người thân bằng quyến thuộc chỉ đọc cho bà nghe thôi. Thế mà bà nghe cái bắt đầu bà tỉnh, từ từ bà niệm Phật, lần mò theo câu Phật hiệu, từ từ bắt đầu nó quên cái đối tượng là chồng, là nhà, là tiền bị mất á. Nó quên cái đối tượng đó đi, bắt đầu nó trở về lại cái đối tượng con người chân thật của mình. Nó đổi cái vị trí là ông chồng mất, bị chết cháy rồi nhà cửa, nó đổi cái vị trí mà chấp vào đó đó, nó trở về lại vị trí câu Phật hiệu. Mà có câu Phật hiệu nó mới dắt trở về được, chứ không có câu Phật hiệu là chịu chết. Nó dắt trở về lại từ từ, bà mới nhận lẽ ra là tất cả đều vô thường. Chỉ có chân tâm với câu Phật hiệu là chân thường. Trời, bà cảm ơn Ấn Tổ vô vàng. Chỉ được một lá thư thôi mà người đã thoát khổ. Chúng tôi thẹn với lòng. Kẻ ngu tăng nhàn tôi đọc hơn một năm nay vẫn chưa có tâm khế hợp với đạo. Niệm Phật hơn 30 năm nay mà miệng niệm Phật, tâm chưa nhiễm đạo, chưa đắc niệm Phật tam muội, hổ thẹn đến tột cùng. Mặt mũi nào nhìn với ngài, các ngài đây, sách dép cho ngài không kịp. Nhiều lúc hổ thẹn, 1-2 giờ khuya dậy niệm Phật, tâm mình niệm mà phiền não vẫn là chủ động. Mưu mô suy nghĩ tính toán chuyện này chuyện nọ vẫn là chủ động. Câu Phật hiệu yếu nhất, thì hỏi lúc lâm chung làm sao giữ được câu Phật hiệu. Đang còn sức khỏe như vậy mà niệm không được câu Phật hiệu, đang còn tỉnh táo sáng suốt như vậy mà không giữ được câu Phật hiệu, thì lúc lâm chung hỏi làm sao. Thân thể thì đau đớn, tinh thần thì tán loạn, tứ đại thì phân ly, tinh thần thì bất an, làm sao mà giữ được câu Phật hiệu. Miệng thì niệm mà tâm vẫn gì, không tương ưng với Phật. Đây là điều mất mát, mất mát rất lớn. Mất mát nhà, mất mát cửa, mất mát vợ, mất mát con, mất mát sự nghiệp trên cõi đời này, mất mát chức quyền gì đi nữa,
không bằng mất mát câu Phật hiệu. Bởi vì cái vốn nó là vô thường, mất mát là chuyện bình thường, trước sau gì nó cũng phải mất mát. Nhưng mà chúng sanh thấy tâm mình bất thường so với cái chuyện bình thường đó, và cái chân thường mất mát, cái thể tánh thanh tịnh mình bị vùi lấp, cái câu Phật hiệu bị mất mát, mình không muốn trở về tìm nó lại. Phải khởi lên cái niệm là vì sao mình niệm câu Phật hiệu không được, vì sao mà vọng tưởng nó mạnh như vậy, vì sao mình phải suy nghĩ chuyện đó. Cái chuyện đó đã đến rồi để mình sẽ lo thôi, nó qua rồi thôi để nó một bên, chứ vì sao mà chưa đến cũng lo, mà qua rồi tiếp tục nữa cũng phải lo, vì sao như vậy? Phải có câu hỏi này. Vì cái phàm ngã của mình nó lớn quá. Ai có khi nào hỏi điều này không? Trở về với chân tâm thì trở về không được. Lễ kính mất hết rồi. Thấy cha mẹ của mình không một chút lễ kính. Bữa nay con cái thôi, ngang ngạnh. Ngang ngạnh tột cùng. Người mẹ nói con à, đừng có đi đêm nữa, ngang con là con gái mà. Mẹ không tin con à, cái mẹ tin con. Con tin ông bạn trai con đi qua đêm, có gì đâu, con đi Nha Trang chơi ngày lễ mà mẹ không cho. Mẹ cổ lỗ sĩ quá à. Cái thời lúc trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ giờ. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Rồi hâm he nữa chứ. Hâm he làm sao? Nói một câu nữa đi luôn á. Lễ kính mất hết. Cái người này giàu cho làm ăn giàu có là đời trước trong mạng có tài, chứ lễ kính không có là mất hết phước báu đời này rồi. Người này đang trồng gai góc sẽ gặp gai góc, không thể ra cam ăn được đâu. Bỏ vô tâm cái tâm bất kính này thì chắc chắn người này phải khổ đau. Tìm một người con bây giờ mà hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không còn nữa, khó có quá. Giao cả cuộc đời mình mới lớn lên 17, 18, có khi 12, 13, thương anh chàng trai đó, nó nói sao nghe vậy? Nói về lấy tiền là về lấy tiền để làm internet, cuối cùng về nói cha mẹ không đưa cái đi treo cổ chết mất. Cho nên tổ sư Ấn Quang người in không biết bao nhiêu triệu cái cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư. Một số sách ngài in rất nhiều. Bởi vì nói là con người thời đại hôm nay mất đi cái căn bản đạo đức, mất đi cái hiếu để trung tín lễ nghĩa. Liêm sĩ phải lấy cái sách nho hiếu kính này phải cho họ coi, họ biết, thì từ cái nhân đạo này họ mới bước vào Phật đạo được. Chứ nhân đạo mà họ không thành hiếu lễ, không thể thành tựu nhân đạo, nhân thừa, nhân từ, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì họ không có bước lên trong Phật thừa, không bước vô Phật thừa nổi. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao. Cái người niệm Phật mà họ không có tấm lòng chí thành cung kính, xem câu Phật hiệu là bổn mạng nguyên thần, và câu Phật hiệu này giúp cho mình thoát ly sanh tử, câu Phật hiệu mình này đưa mình về gần với cha là Phật Di Đà, mẹ là Quan Âm Thế Chí, bạn là Bồ Tát Thượng Thiện Nhân. Nếu người nào không thấy câu Phật hiệu nó quý giá như vậy, hết lòng tin ưa, thì người này niệm Phật khó thành tựu. Mà nếu có cái điều này thì người này phải có tấm lòng cung kính. Nếu biến trẻ lười nhác, không mảy may kính sợ, cung kính, dẫu gieo cái viễn nhân là gieo cái nhân xa với câu Phật hiệu, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng tượng được. Dẫu cho được làm người sanh lên trời, trọn khó có thể vào hải hội. Dầu cho người đó họ thành đạt cái gì đi nữa, tu phước thiện gì đi nữa, mà không có cung kính thì cùng lắm đời sau họ làm người sanh lên trời, họ không tương ưng với Phật, về với Phật được. Cho nên hai cái chữ cung kính, tri ân đến Tam Bảo quan trọng vô cùng. Đối với Phật nên coi là Phật thật. Nãy chúng tôi nói phải không quý vị? Coi là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt, vân vân. Kinh điển là thầy của Tam Thế chư Phật, như Xá Lợi của Như Lai. Cũng nên xem
như chư Phật chẳng được coi như giấy mực vân vân, lúc đối trước tượng Phật nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước hệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn hiểu ý nghĩa, lấy đó làm ăn nói, hồng được tiếng là một tay thông minh mà thôi. Còn như cung kính chí thành y giáo tu trì, thật khó thấy mấy ai. Hôm nay đem Phật Pháp học nói lý thuyết cho mình là bác học là giỏi, nói di thức học, nói hoa nghiêm, nói pháp hoa, nếu niết bàn, nói lăng nghiêm, cho mình là kẻ thông gia, thì người này là thế trí biện thông. Dầu cho biện thông Phật Pháp vẫn là trí thế gian, vì người này vẫn đem cái phàm tâm của mình khoe khoang khoác lác. Hầu như hôm nay học Phật là vậy, ít có ai mà đem tấm lòng chân thành cung kính, xem mình là kẻ ngu phu ngu phụ, niệm câu Phật hiệu để mà tiêu nghiệp chướng, để trí tuệ phát sanh, ngầm hợp với đạo màu, tương ưng với Phật Di Đà, để khi mãn báo thân này được về Tây Phương Cực Lạc. Ít lắm, ít lắm, thực sự ít lắm. Nếu mà không đọc được trong văn sao có ống tổ thì mình đi ngoài da, lên trên núi mà đốn trầm á, là lấy lá trầm. Người nào giỏi một chút cái gì, lấy cành mà cành nhỏ. Người nào giỏi một chút nữa thì lấy cái cành lớn. Người nào giỏi là lấy được cái gì, cái giác cỏ trầm. Còn cái người mà thực sự á, mà lấy được cái lỗi cỏ trầm. Nãy thầy Chữ Khiêm mang cho mấy cây trầm thiệt là đẹp, đẽo cái khúc nhìn thấy đẹp lắm, giác gọt hết. Còn cái cây khúc trầm khô à, chúng tôi nhìn vô chúng tôi thấy cái đạo lý trong đó, cành cũng dạt luôn à, vỏ cũng dạt luôn à, lấy cái lỗi không à. Thì cái đây mới là cái gì, đây mới gọi là đúng thực sự người đi lấy trầm. Tặng chúng tôi hai cây trầm thiệt là quý. Ông tổ hay nói lên núi bấu, lấy trầm về tay không, lấy vàng cũng về tay không. Học Phật Pháp học ngoài da, cái người mà học chân thật để là như thế nào? Họ lấy cái lỗi là lấy cái gì? Họ niệm câu Phật hiệu, họ học thì nhiều mà họ tu cái pháp môn á, mà để đoạn trừ phiền não, phát sanh trí tuệ, liễu sanh thoát tử, thì mới gọi rằng là người lấy lỗi trầm, lấy vàng, lấy được cổ báu. Hiểu chỗ này không? Lễ tụng trì niệm các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực thì công đức sẽ như trong kinh Phật nói: dẫu thuộc địa vị phàm phu, tuy chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc của người ấy đã khó thể nghĩ bàn. Nếu không thành kính sẽ giống như diễn tuồng khổ sướng buồn vui, đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra. Dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong nhân thiên mà thôi. Nhưng ác sẽ lại ỷ vào si phước ấy mà tạo ác nghiệp, nỗi khổ trong tương lai khi nào hết được. Không có thành kính, mình lên mình cũng tụng kinh, rồi mình cũng lễ Phật, rồi mình cũng trì chú đầy đủ hết trơn, nhưng mà chỉ là giả vờ bên ngoài, khoác lác bên ngoài chơi, không có công đức. Mà người đó đề xướng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe cho kỹ, hết lòng thành kính, trước mặt mình như là Phật thiệt, lễ một lễ xuống như vậy, tấm lòng của mình chân thật mà niệm, tội nào không tiêu, phước huệ nào không sanh. Mà đúng câu Phật hiệu mà mình tích lũy nhanh khỏe, đơn giản, dễ dàng, không tốn kém, không phụ thuộc vào người khác. Còn đi làm phước phải tốn kém tiền bạc, phụ thuộc vào người khác, nhiều thứ nó phức tạp đủ thứ mình mới làm được một cái việc. Cũng như bây giờ muốn xây một cái chùa này, cả một kỳ công, giấy tờ xin phép, xin tắc, tiền bạc, rồi bản vẽ thiết kế, ui cha, đủ thứ hết trơn. Mà mục tiêu đó mình cũng làm để là tích lũy thiện căn phước đức. Thế mà ngồi ở nhà Nam Mô A Di Đà Phật, sáng làm 2 tiếng, tối làm 2 tiếng, đi tới đi lui giữ câu Phật hiệu liên tục, ngày trì 50 biến đại bi, an ổn trong đó, mà lại công đức dễ làm dễ tạo, mà dễ thành tựu, không bị gì, không bị trở ngại. Có cái chỗ này lắng nghe hay lắm ha. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ.
chỗ này bị đang lấn cấn lộng cộng một số quý Phật tử. Nói rằng là lúc trước thầy Giác Nhàn nói chỉ niệm 4 chữ thôi, khỏi còn 2 chữ Nam Mô, sao bây giờ lại niệm 6 chữ? Hòa Thượng Tịnh Không, bây giờ đạo tràng nào ngài cũng đề xướng cho người niệm 4 chữ thôi. Vì vậy tâm của họ niệm Phật lâu ngày rồi, 4 chữ nó vẫn đủ lòng thành kính. Mà Ấn Tổ nói riêng ngài cũng như phàm phu chúng ta mà thiếu 2 chữ Nam Mô, cái lòng thành kính mình chưa đủ, cho nên tâm mình khó tương ưng với Phật, cho nên phải dùng 2 chữ Nam Mô niệm ra tiếng. Cho nên tại tịnh thất bây giờ có cho niệm ra tiếng là theo văn sao. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặt đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ. Chút thời gian nào ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 4 chữ niệm trong tâm niệm sao? Chậm thôi. Hít vô nè, hít sâu vô, trong tâm mình A Di Đà Phật. Càng niệm chậm hơi thở càng sâu. Bước đầu cái câu Phật hiệu với hơi thở nó chéo que, nó không có khớp. Cái nhớ cái câu Phật hiệu thì cái hơi thở nó quên, hít không được. Nhớ hơi thở thì câu Phật hiệu nó mất, nó không vô. Niệm lâu ngày hơi thở với câu Phật hiệu nó gắn liền hòa như nước với sữa. Hít vô một cái là A-di-đà-phật, thở ra một cái là A-di-đà-phật. Thế cái suy nghĩ lung tung lang tang, thế cái tâm tán loạn, cái tâm tính toán đó, qua lại với cái hơi thở với câu Phật hiệu, thế bao lâu? 8 đến 10 năm. Ngầm hợp đạo màu, tương ưng với Phật, người này chắc chắn vãng sanh. Gọi là niệm trong tâm 4 chữ. Niệm ra tiếng làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. 1 đến 3 đó. Ngồi trên xe bất cứ chỗ nào niệm thầm của lỗ tai vừa nghe thôi. Hít hơi nữa nè. Bốn đến sáu rồi đó. Hít một câu, một hơi nữa nè. Ngày Ấn Tổ nói là dùng 3 hơi á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. 10 câu. Cứ như vậy 10 rồi trở lại 1, 10 rồi trở lại 1, cứ như vậy làm hoài. Bọn phàm phu chúng ta mà không có số, mà kìm cái tâm, không có hơi thở, không có câu Phật hiệu, thì tâm này nó rớt vào trong ác đạo liền. Tham sân si xuất hiện ngay, và cánh cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mở ra chờ đón chúng ta ngay. Không có tài nào giữ được. Chỉ có vào sơ quả, chỉ có vào sơ quả thì mặc may. Vào sơ quả thì tâm họ vào dòng thánh rồi. Nếu họ không đi tu ở ngoài có vợ, họ có chồng mà bắt họ hành tà dâm hạ thà bỏ thân mạng cho họ không có làm được chuyện này. Cái chất ở trong người của họ hết rồi. Cái chất tà dâm tham lam sân si á, ngã mạng sát sanh của họ trong đó nó hết rồi. Bắt họ làm họ thà chết cho họ không làm. Còn bọn phàm phu chúng ta ở trong này không bắt nó cũng đi làm, nó kiếm nó làm chứ bắt. Không có ai bắt buộc họ mà họ kiếm họ làm, vì trong này nó có sẵn rồi. Mà nếu không vô dòng thánh được thì người này á phải giữ được câu Phật hiệu, tin sâu nhân quả. Nếu mình làm điều này mình phải đọa vào ngạ quỷ súc sanh, mình khổ đau không biết bao nhiêu đời kiếp nào mình mới ra được. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đang chờ đón mình, đang muốn đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tâm mình còn hen ố quá. Bây giờ mình phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình về. Cha mẹ anh em vợ con, cuộc sống gặp ở trong cõi này đó là nhân duyên tạm bợ thôi. Mình giúp cho họ không được đâu, nói họ không có được đâu. Hết khả năng bổn phận của mình cứ làm được bao nhiêu làm. Sau đó về lại với Phật, thành Phật rồi quay lại độ họ. Được không? Được. Chúng tôi nói như vậy không phải là ăn nói lớn lối. Nói những cái điều mà quý vị không làm được, chúng tôi không làm được. Khả năng mình làm được.
thực sự khả năng mình làm được. Mà điều không có ai khai thị, không có ai nói, cái tâm chúng ta nó không có hưng khởi được. Chứ cái cơ hội mà làm người để mà thành Phật nó thù thắng hơn là A-tu-la, hơn là trời. Quý vị nghe trong kinh, cứ sâu bộ kinh Ra Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là gì? Các hàng Bồ Tát trời người A-tu-la hoan hỷ tín thọ phụng hành. Chứ không có nói là trời người A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sanh hoan hỷ tín thọ phụng hành, phải không? Không có. Trong kinh Ra Di Đà, Vô Lượng Thọ, kinh nào cũng vậy. Bởi vì hàng súc sanh, địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, họ không có đủ phước để mà họ nghe kinh, cho nên Phật không có thấy họ đến nghe kinh được, cho nên Phật không có nói là họ hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhưng mà trong ba cái người, ba cái cảnh giới mà trời người A-tu-la đó, thì ba cảnh giới này sau bộ kinh nào họ cũng hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhưng mà Phật nói là người hoan hỷ tín thọ phụng hành thù thắng hơn A-tu-la. Bởi vì cảnh giới này là phi nhân phi thiên, họ nóng tánh, họ ngã mạn, hai cái mặt trời họ khó tu. Còn người ở trên cõi trời họ có phước quá lớn, họ hưởng, họ sung sướng với tiên nữ, họ không có thời gian họ tu. Chỉ có loài người, chỉ có con người chúng ta, chỉ có con người chúng ta là cơ hội lớn nhất trong sáu loài: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời. Năm loài thì chỉ có loài người mình á là gì? Cơ hội lớn nhất. Cho nên từ nơi cõi trời đâu xuất Bồ Tát Hộ Minh, ngài mới dùng quá thân thành ông voi trắng số ngà và hung hữu của hòn họ Ma Gia. Mùng 8 tháng 4 tới đây, Phật Đản chúng tôi nói về ý nghĩa 15 công đức tấm Phật, chứ nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao ngài về cõi này? Vì ngài về cõi Ta Bà là thấy chúng sanh này cơ hội để mà thành Phật, cơ hội để mà vãng sanh Tây Phương, cơ hội để mà phục thiện cải ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là cơ hội lớn hơn trong năm cõi. Sáu cõi thì chỉ có cõi người là cơ hội lớn nhất. Nếu chúng ta bỏ lỡ qua cơ hội này rồi, Hòa Thượng Tịnh Không nói một là lên, hai là xuống. Để đời sau mà làm người giống như con rùa đuôi ở lòng biển, trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, mà khúc gỗ trôi mênh mông vô định. Đức Phật hỏi như vậy, con rùa đuôi á, trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, mà khúc gỗ trôi mênh mông vô định giữa biển cả đại dương, có dễ không? Các vị tỳ kheo nói khó quá. Nếu con ruồi sáng mắt thì có thể được. Mà ruồi sáng mắt, cái khúc gỗ nó đứng một chỗ thì có thể được. Khúc gỗ này trôi mênh mông vô định. Ngài đưa lên cái biểu tượng ví dụ này, nó quá là khó. Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, con người mà khi chết đi được làm người khó hơn con rùa đuôi 100 năm dưới lòng biển nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay khúc gỗ, ngay cái lỗ của khúc gỗ. Vì sao? Vì con người này, cái cõi này nó ác nhiều hơn thiện. Thế gian gian lận dối trá nhiều hơn là chân thật cung kính. Cho nên cái số người đó quá nhiều, cái số người ác quá nhiều, mà cái số lượng thiện quá ít. Cho nên thành ra số lượng thiện này không thành tỷ lệ. Một đám cưới 500 người, 50 bàn mà chỉ có 3-4 người một bàn ăn chay, thế mà họ nói cái đồ ngu, có tiền mà không biết hưởng thụ cho sung sướng, ăn thịt, ăn thà, ăn đồ ăn này ăn nọ, đòi chết làm sao mà ăn được. Không phải đơn giản đâu. Hôm nay cái buổi lễ này, không biết quý vị ngồi dưới đó làm sao. Trong lòng chúng tôi thấy quý thầy đọc cái bộ văn sao rồi, quý thầy có cái tấm lòng cung kính, trong lòng rất nhàn mừng. Mừng hơn mấy thầy học tiến sĩ, mấy thầy đi hành đạo, có tiền mang tiền tỷ về xây chùa cao, Phật lớn Phật tử đông, chúng tôi không mừng bằng. Cái đó là cái ngọn thôi. Cái gốc mấy thầy hôm nay có lòng thành kính, cái đó là cái gốc. Vừa rồi có một thầy ở dưới miền Tây lên đây nghe chúng tôi giảng xong, thầy lên thầy quỳ sám hối. Thầy nói thưa thầy, con vào đạo 7 năm, 2 năm rồi thầy tổ cho con đi học, hết cơ bản bây giờ lên cao đẳng. Trong 7 năm nay con vô con tu sao mà không được, lo học hành lo công quả, không có thời gian niệm Phật dụng công tu hành. Cái tâm khinh nhờn của con lớn lắm. Lúc trước năm 2014 thầy gặp nạn, con kêu thầy mê tín dị đoan, vậy mà những người ngu mới nghe theo thầy. Con hỷ bán thầy nhiều, con gặp Phật tử nào con cũng hỷ bán thầy hết. Con thấy con là nhất, con đang học cao đẳng, con giỏi. Bây giờ con gặp mấy thầy quý hòa thượng con hay khinh nhờn, con biết cái tâm này con phải đọa lạc, bây giờ con phải làm sao? Kêu cái lòng cung kính của thầy không có, phải về đọc văn sao Ấn Tổ đi, về niệm Phật đi. Con kêu thôi con về con xin thầy, thầy của thầy, thầy sư phụ của con nghỉ, con không đi học.
học lý thuyết trong 1-2 năm hết cơ bản là con nắm được điều kiện, đọc văn sao là biết tu hành rồi. Học nhiều quá không có thời gian tu, chứ năm cái tâm ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn, cái tâm khinh nhờn của con lớn quá, con biết thế nào con cũng đỏ lạc nếu con giữ cái tâm này. Ông nói mà ông cảm động, ông khóc. Cái này mà học mà không có tu, như cái tủ đựng sách, như cái đẩy đựng sách, đọc vào văn sao, có tu có hành, tri hành nhịp hiệp nhất, có học có hành, bảo đảm bộ sách này thừa cái điều kiện cho quý vị thành tựu. Hôm nay chúng tôi có mấy cái lá thư rất đặc sắc mà không đủ thời gian để thầy Nhuận Minh đọc. Chủ nhật sau thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe những cái lá thư này, trích từ ở trong văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, ba bộ văn sao này. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Không lễ kính, không biết ơn, không báo ơn thì người này là kẻ vô nghì, người này là kẻ ác nhân, người này là thua cầm thú, và người này không xứng đáng làm con người, chết phải đọa lạc. Nếu người này có lòng thành kính, có tri ân đến Tam Bảo, tri ân đến cha mẹ, tri ân đến chúng sanh, tri ân đến tổ quốc, và lấy tấm lòng thành kính để tri ân và báo ân, thì người này sẽ bắt đầu chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Bồ Tát, mà chuyển Bồ Tát thành Phật. Chắc chắn là như vậy. Đây là bí quyết của cái cửa nhập vào đạo. Hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều lắm, bởi vì cái lễ này chuẩn bị cũng khá lâu. Tuy nhiên nói gì đi nữa cũng không ngoài ba cụm từ sáu chữ: lễ kính, tri ân và báo ân. Đó là ý nghĩa của cái ngày hôm nay. Mong quý vị cùng chúng tôi làm biểu pháp nhân cái ngày tri ân. Một năm có một ngày tri ân sư trưởng. Chúng tôi nhắc lại, ngày hôm nay không phải là ngày sinh nhật của chúng tôi, mà ngày hôm nay là chúng tôi vì tấm lòng của quý thầy, quý chú lên chương trình như vậy, chúng tôi tùy thuận theo thôi, chứ không có một chút ý niệm bày ra cái lễ này để mong quý Phật tử mang quà, mang cáp, mang tiền, mang bạc về để cho mình hưởng thụ riêng tư đâu. Ví dụ như trái cây, rồi hoa, rồi tặng một số vật phẩm mà chúng tôi một mình đâu có hưởng hết, mang về cho đại chúng dưới đó để mà hưởng. Tấm lòng của chúng tôi thực sự hôm nay quý kính các cụ già, 40 cụ ở khu chiên tu, một số các cụ chúng tôi xin nhà nước nuôi trong này mà không có đủ điều kiện, chúng tôi phải gửi ra bên ngoài. Vừa rồi có một Phật tử nhắn tin vô cái số, chắc là hôm nay họ có nghe trực tiếp hoặc là họ có ngồi đây. Họ nói một câu như vậy mà đúng là bất kính Tam Bảo, không biết một cái gì mà dám nói. Bữa nay quý thầy có Phật tử về đông rồi, rồi quý thầy sung sướng rồi, cho nên thành ra đuổi các cụ đi, không nuôi các cụ nữa, con không muốn lên chùa nữa đâu. Dám nói như vậy thiệt là một điều bất kính, tội lỗi chết. Nghe người ta nói học ở trong này chưa có hiểu rõ. Chúng tôi nói rất nhiều lần là trong này không đủ cơ sở, gửi ra nhà cô Nhã, gửi ở bên ngoài thầy Nhật Thành, thầy Nhật Thiện xuống lo bưng cơm bưng nước cho họ, hư nhà cầu, hư cái gì cũng sửa, coi như là cha mẹ mình. Thực sự chúng tôi không phải là bào chữa hoặc là nói cho chùa mình nó tốt lên đâu, mà chúng tôi nói những người đó họ có tâm không có tâm thành kính, và tâm họ không có tri ân và báo ân, cho nên họ nghĩ sai lệch. Nhắn tin vô mấy là từ đây tôi không về chùa nữa, bởi vì bỏ lơ các cụ già. Mà họ không có nhìn ra những điều tốt là đang nuôi 40 cụ ở khu chuyên tu, mà bản thân chúng tôi nuôi 40 cụ là quá sức rồi đó. Ấn Tổ ngày nuôi 20 người à, ngày kêu 20 người là dễ quản lý, ăn uống sinh hoạt. Nếu không ai cúng nữa thì những người đó trồng rau không đáng kể, phải tốn kém nhiều, 20 người thôi. Mà thế chúng tôi 40 người trên này bao nhiêu người nữa rồi mà mình không thấy cái điều này mà mình lại đi chê chắc. Rồi đi một nói cho người khác, người khác nói người khác, người khác nói cho người khác. Đến người thứ 50 thì cái người đầu tiên này lại tội lớn lắm. Cho nên đi về chùa mà không biết tu, hủy bán Tam Bảo, tội lớn lắm quý vị ạ, lớn lắm.
ra hôm nay thì nhân cái buổi lễ này, trước nhất là chúng tôi tri ân đến mười phương chư Phật, hai vị ân sư lão Phật gia Ấn Công Đại Sư và lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, vì hai vị lão Phật gia này mà giúp cho chúng tôi có niềm tin vào trong đạo, nhất là cái niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ. Thêm nữa là tri ân đến quý thầy hôm nay có một cái buổi tổ chức cái lễ tri ân này, chứ bản thân chúng tôi không thể làm được đâu, một mình chúng tôi không thể làm được. Và chúng tôi tri ân đến tổ quốc, đó là cái ân mà Đức Phật dạy trong bốn ân, họ nằm xuống vì tổ quốc, họ bỏ thân mạng, giờ không biết họ siêu thoát hay là họ đi đâu rồi, rất tội nghiệp, biết ơn đến những người này. Và tri ân đến toàn thể quý Phật tử và toàn thể chúng sanh, bởi vì bản thân một mình không thể độc lập sống một mình được, có người đào giếng mình mới có nước uống, có người làm nhà mình mới có chỗ ở, có người dệt vải mình mới có áo mặc, có người làm cái hòm để lúc chết mình mới chui vô trong đó mình nằm, người ta mới bưng người ta bỏ mình vô đó. Mình ngồi, có người làm cái ghế bây giờ mình mới có mình ngồi. Tất cả mọi việc trùng trùng duyên khởi, có cái sự nhân duyên ràng rịch với nhau hết, ràng rịch với nhau hết, gọi là ơn của chúng sanh. Không thể một mình mà tồn tại được trên cái đất nước, trên cái cõi đời này được. Mà cái ơn lớn nhất của chúng tôi, đó là cái ơn của Đức Phật A Di Đà, đó là cha của mình, cái ơn của Đức Quan Âm Bồ Tát, của Đại Thế Chí Bồ Tát và hàng thánh chúng ở trên đó, đang gì? Đang muốn rước mình về ở trên đó để thuần vui không khổ nữa. Thôi hôm nay Giác Nhàn xin nói đến đây thôi. Nhân cái ngày lễ này, Giác Nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, và toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, lão thật niệm Phật, để một đời này sau khi bỏ báo thân này được cha lành Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm thay mặt cho toàn thể quý Phật tử ở đây thành tâm cảm niệm tri ân công đức của Sư Phụ đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ đầy quý giá. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, có bao nhiêu vì sao trên trời, là bao nỗi chứa chan lòng tôi, mây trắng ơi cho tôi được về thăm, được chiêm bái thầy. Đây là lời bài hát của ca khúc Nhớ Mãi Ơn Thầy, trình bày đôi song ca Thanh Hằng và Thanh Hà. Kính mời hai cô. A Di Đà Phật.
sao, vì sao trơn trời là bao nỗi biết ơn chưa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần vui được chiêm bái thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan người để nghe như thường tràn ngập lòng tôi trong tim tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Nhật Thành nghe cái bài hát này, tự nhiên sư phụ ơi con mái yêu thương người, tự nhiên Nhật Thành có một cái cảm giác rất là lạ. Không biết có lẽ là Nhật Thành nghĩ rằng chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử ở nơi đây á, chúng ta có lẽ cũng đồng cảm với Nhật Thành đúng không ạ? Cái niềm tôn kính của chúng ta thì Nhật Thành nghĩ rằng ca sĩ Thanh Hằng và Thanh Hà đã và nhập tâm vào cái bài hát này rất là nhiều, cho nên ai ai cũng có nhiều nỗi niềm cảm xúc. Thì giờ đây cho Nhật Thành có thể hỏi đôi điều, khi mà hai cô hát cái bài hát này á, thì chúng ta chuẩn bị trong thời gian bao nhiêu lâu? Và đôi lúc á, ví dụ như chúng ta diễn rất là nhiều show đúng không, thì sợ có khi mà đôi lúc có một chút xíu là hơi quên lời. Nhưng mà Nhật Thành thấy khi mà mấy cô hát á, nhập tâm vào lời hát là lời nào đi vào lòng đó. Cho nên giờ đây xin mời hai cô có thể chia sẻ cho đại chúng hôm nay biết được những cảm xúc của cô hát cái bài hát này dâng cúng dường sư phụ và chư Tôn Đức và toàn thể Phật tử trong ngày hôm nay ha. A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa thì con xin được cảm ơn tất cả các quý thầy, quý Phật tử đã lắng nghe hai chị em con hát ca khúc rất là hay và ý nghĩa. Mà khi mà lần đầu tiên khi được cô Diệu Tịnh giới thiệu và được thầy Thích Nhượng Minh gọi điện cho con ấy, thì thầy nói là ngày đó là một ngày rất là quan trọng và ý nghĩa đối với sư phụ. Thì thầy nói con thì con có gửi một cái list nhạc Phật giáo mà chị em con hát, thì thầy nói là chỉ có một bài thầy tôi, bây giờ hai cô chọn thêm một ca khúc nữa. Thì con đi hát nhạc Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà hát về thầy thì con mới chỉ hát một bài là bài thầy tôi, và bài nhớ mãi ơn thầy là bài thứ hai mà con hát. Và khi mà con hát thì chị em con thu âm một cái demo và gửi cho thầy, thì thầy có khen là bài hát rất là hay và ý nghĩa. Thì con cũng rất là vui bởi vì con đã chọn được đúng cái ca khúc mà thầy đã gợi ý cho con. Và vâng, cái ca khúc này thì hai chị em con cũng đã tập trong vòng thực ra nếu mà để từ chút lúc chuẩn bị cho tới lúc thu âm thì khoảng một tuần ạ. Nhưng mà con không biết là mọi người ở dưới này nghe ca khúc này cảm nhận như thế nào, nhưng đối với riêng hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà tụi con thì cái bài hát này nó vô cùng là có ý nghĩa, là cái thứ nhất. Thứ hai là nó rất là dễ thuộc. Không biết là có phải là tại vì nó ngắn hay không, nhưng mà hai chị em con đã tập trong đúng 2 ngày rồi ạ. 2 ngày là đã thuộc rồi. Và cái cảm xúc thì chắc chắn quý vị ngồi dưới quý vị cũng đã cảm được một phần nào rồi đó. Khi mà con hát ở trong phòng thu lúc đầu là hai chị em con đã rất là khó khăn, là bởi vì sao, nó quá là cảm xúc đi, mà cảm xúc quá thì cái câu cái chữ nó không có được tròn. Chính vì thế mà hai chị em con đã phải thu đi thu lại tận 2 lần cơ. Nhưng mà rất may là Phật độ và nhờ ơn thầy và cũng như là mọi người cứ như là có cái điều gì đó thôi thúc con và hát được bài này, cũng không biết là có thành công không ạ, nhờ quý vị đánh giá được không ạ? Dạ, và con cũng xin được chia sẻ thêm là cái bài hát thầy tôi là cái bài hát đầu tiên khi mà hai con hát nhạc Phật giáo, và đây là bài hát thứ hai khi mà con được hát bài về thầy.
con rất là xúc động, giống như Thanh Hà nói đó. Đi diễn bình thường con đi diễn ở rất là nhiều sân khấu lớn rồi, nhưng mà hôm nay thật sự là đứng ở đây thì con hát chưa được hay cho lắm. Bởi vì con rất là run, bởi vì đứng trước hàng ngàn khán giả như thế này, có gì sơ suất mong tất cả mọi người bỏ qua cho hai chị em con ạ. Wow, thật là tuyệt. Và một câu hỏi Thánh Đại tin chắc rằng hàng trăm, hàng ngàn khán thính giả đang thắc mắc và suy nghĩ lo âu. Chẳng hay cái giọng hát này với thân hình xinh xắn được mệnh danh là ca sĩ cặp song ca ốc tiêu. Hồi nãy Thanh Hằng và Thanh Hà có nói với Thanh Đại rằng bao nhiêu con tim đang chờ đợi để biết được thông tin sơ yếu lý lịch trích ngang. Thôi kính mời ca sĩ Thanh Hằng và Thanh Hà giới thiệu về mình. Một lần nữa thì con lại xin cảm ơn thầy, bởi vì cái câu hỏi này thì con đi hát ở đâu thì cũng nhận được rất là nhiều lời thắc mắc và hỏi là Thanh Hằng, Thanh Hà năm nay được bao nhiêu tuổi, có phải là chị em sinh đôi hay không. Thì con xin được chia sẻ là chị em con là chị em ruột, nhưng mà không phải là chị em sinh đôi. Giữa hai chị em con cách nhau mỗi người 10 tuổi ạ. Thì con là người xinh hơn sẽ là chị ạ, và người đẹp hơn sẽ là em. Dạ, và một người năm nay 31 tuổi và một người năm nay 41 tuổi ạ. Và tuổi của hai chị em con cộng lại là 72 tuổi rồi ạ. Để không làm mất thời gian thì giờ đây xin trân trọng kính mời hai nữ ca sĩ của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ tiến lên phía bên trên để sư phụ có đôi lời và có những phần quà để dâng tặng cho hai cô ca sĩ trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Quý vị có nghe ngôn ngữ nhân gian của mình nói con người mình là nhất thanh nhì sắc. Âm thanh quan trọng hơn hình tướng. Tuy rằng 30 mấy 40 tuổi rồi nhưng mà nhìn thấy thân tướng nhỏ nhắn xinh xắn không có gì ha. Hồi nãy ở trong bước ra cái giấc nhàn nhìn chắc cũng khoảng 12 tuổi rồi. Con người chúng ta quan trọng nơi cái âm thanh. Ở cõi này Đức Phật A Di Đà biết chúng sanh cần cái âm thanh để liễu sanh thoát tử. Đó là âm thanh mà Ngài vô lượng đời kiếp dày công tạo thành một âm thanh, đó là Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều đời nhiều kiếp Ngài khen ngợi chư Phật mười phương, tất cả chúng sanh Ngài khen ngợi, không có chê bai chỉ trích, cho nên thành ra Ngài mới có được một cái âm thanh và danh hiệu bất khả tư nghị. Hôm nay hai vị ca sĩ này đi diễn xuất rất nhiều nơi có âm thanh. Chúng tôi thấy cái âm thanh nó khác hơn hình tướng. Cho nên ra hai vị này trong nhiều đời cũng có tán thán những người khác. Cho nên bây giờ mình nói ra mình hát có nhiều người nghe. Cho nên cái đạo lý này quan trọng. Mình muốn nói cho người khác nghe, mình phải cung kính và tán thán người khác. Thì người khác nghe mình nói, dạy người khác người khác nghe. Hai vị này nhiều đời có cung kính những người khác, cho nên giờ hát tuy rằng thân tướng như vậy nhưng mà âm thanh rất hay. Cho nên chúng tôi hôm nay thực sự nhân cái ngày lễ tri ân nói chung, cũng như là cái ngày quý thầy tưởng nhớ đến cái ngày sinh của Giác Nhàn, cho nên hai vị lên đây có cúng dường bài hát làm cho Giác Nhàn vô cùng cảm động. Dạ thôi cảm ơn công đức của hai đứa tụi con nghe. Dạ. Vậy nào hợp rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ ân sư, kính bạch quý tăng ni cùng quý vị đại chúng. Con là Phật tử Hồng Minh, năm nay con 13 tuổi và con là quán quân giọng hát vị nhí năm 2015. Hôm nay con cũng rất là có duyên lành khi được về với tịnh thất Quan Âm để hát cúng dường trong cái dịp đặc biệt, đó là dịp tri ân sư phụ ngày hôm nay. Thì con cũng chúc cho sư phụ là luôn pháp thể khinh an, pháp sự viên thành, và để dìu dắt chúng con trên con đường tu đạo. Và con xin được cúng dường lên một ca khúc. Đây là cũng là một món quà nhỏ, nhưng mà cũng
trang chứa đầy tấm lòng của con muốn gửi đến sư phụ và quý tăng ni, quý đại chúng một sáng tác của nhạc sĩ Cao Tâm mang tựa đề là Nguyện về cõi Phật A-di-đà. Phật A Di Đà xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một niềm Phật A Di Đà xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin vang sanh thế giới
Phật ngộ bất sanh bất diệt, đồng hành chư Đại Bồ Tát. Kiến Phật ngộ bất sanh bất diệt, đồng hành chư Đại Bồ Tát cùng làm bạn hư. Chúng con nhìn thấy không khí của khán phòng càng ngày càng nóng dần lên. Đi đâu mà vội mà vàng, và vấp phải đá mà vàng, phải dây dừng chân ở lại nơi đây nghe MC hỏi đôi câu rồi mới được vào. Xin giới thiệu mọi người, đây là thân mẫu của bé Hồng Minh. Lúc nào khi mà bé Hồng Minh đi đâu, đi diễn, dù xa, dù gần gì, người mẹ cũng luôn lúc nào cũng sát cánh bên người con thân yêu của mình. Thánh Tệ được nghe một thông tin tâm sự mỏng là mẹ của bé khó sinh, phải cầu nguyện Quan Âm mới được sinh ra bé Hồng Minh. Và từ nhỏ bé Hồng Minh đã có duyên với Phật Pháp, hay đến các ngôi chùa để coi như là hát được cúng dường chư Tôn Đức, cúng dường Tam Bảo. Từ nhỏ bé đã thích như vậy rồi. Vào năm 2014, Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc tổ chức tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình, bé là một trong những diễn viên được biểu diễn trong cái chương trình đó, tập trung hơn 95 các nước trên thế giới và vùng lãnh thổ. Và trong quá trình mà phục vụ cho đạo Pháp như vậy, Hồng Minh có cảm thấy có những niềm vui gì? Xin bé Hồng Minh chia sẻ cùng quý Phật tử nghe ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ, quý tăng ni cùng quý đại chúng. Thì con ngay từ nhỏ thì đã có tâm niệm muốn đi hát cúng dường cho cúng dường chư Phật, chư Tôn Đức, quý tăng ni cùng quý Phật tử. Thì mỗi lần mà con biểu diễn tại các chùa, tại các chương trình Phật giáo thì con cảm thấy rất là hoan hỷ. Con được tiếp xúc với nhiều quý tăng ni cùng quý vị Phật tử, và nhờ những cái buổi biểu diễn, những cái buổi hát cúng dường Phật giáo thì con thấy tâm mình càng ngày càng an lạc, và con hy vọng là con sẽ được hát cúng dường cho Phật giáo dài dài ạ. Cho nên cái lời tâm nguyện của bé Hồng Minh, nhà Thành nghĩ rằng nhờ cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm thì nhà Thành nghĩ rằng cái tâm nguyện của bé sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Và nhà Thành hồi nãy cũng có nghe sư phụ có khai thị á, nhờ cái công đức có lẽ hàng ngày niệm Phật, niệm Quan Âm, bé cũng được nhờ cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát á, cho nên cái giọng của bé rất là hay và rất hùng hồn, đúng không quý vị ạ? Cho nên hồi nãy có một bạn á, bạn nói kêu ui sao mà nhìn bé đó làm sao người thì nhỏ, rồi tuổi thì nhỏ mà sao giọng hùng hồn dữ vậy thầy. Đó, cho nên nhà Thành nghĩ rằng nhờ cái công đức mà hàng ngày đi hát các chùa đó, cho nên bé Hồng Minh có những ca khúc rất là hay. Và nhà Thành chắc chắn rằng không chỉ riêng hai ca khúc vừa qua toàn thể đại chúng chúng ta đã được thưởng thức, mà ngay bây giờ nhà Thành nghĩ rằng chắc chắn bé Hồng Minh sẽ có những cái bài rung trong mình, đúng không ạ? Đúng không? Có cái bài hát rất là hay nữa, cho nên để không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ có thể con có thể dâng lên cúng dường sư phụ và toàn thể đại chúng một ca khúc nào nữa được không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Đồng ý thì một tràng vỗ tay thiệt là lớn. Cảm thấy rằng ca sĩ chuyên nghiệp có khác ha. Muốn bài nào là có bài đó liền. Thiệt là hay. Để thay đổi không khí một tí xíu thì con xin được gửi đến một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản mang về đề là Đời Tăng Lữ ạ. Xin phép là quý tăng ni, quý đại chúng có thể vỗ tay cùng con theo bài hát này được không ạ?
đời vạn hương, đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao ế trường phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn chủ đó là ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao đâu có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, nó hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nơi đức hạnh của ngài, sáng soi đời diệu người tới bờ vui. Qua đại chúng chúng ta đã nghe công chúa Tóc Mây hát một ca khúc rất là hay. Thì giờ đây xin mời bé chúng ta sẽ tiến lên bên trên. Sư phụ có đôi lời khai thi và cũng có dâng những có những phần quà để tặng cho bé trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, từ nhỏ giờ chúng tôi mới thấy cô bé 13 tuổi để tóc dài. Tóc con tóc thiệt hay tóc giả ạ? Tóc thiệt. Thực sự mà nói thì Ấn Quang Đại Sư có dạy đó, từ khi bắt đầu mình trước khi mang thai, khi mang thai và lúc sanh ra, nếu ai chịu niệm Quan Âm Bồ Tát thì người con của mình nó nhập thai á, nó là báo ân, nó là trả nợ cho mình, nó tới nó giúp đỡ cho mình. Còn nếu khi mình mang thai á, mà tâm mình buồn phiền, bực tức, nóng giận, ác tâm, giả tâm, nó chiêu cảm những người báo oán, đòi nợ vào trong người của mình, làm người thân của mình. Giờ mình lỡ mình đã gặp những người con, người chồng hoặc là thân bằng quyến thuộc đến đòi nợ, đến báo oán mình á, thôi mình hoan hỷ mình trả.
Riêng cô bé này nãy giấc nhà nghe hai thầy MC nói người mẹ cầu khẩn Quan Âm, cho nên thân tướng người mẹ thì không có đẹp bằng người con, không có gì ha. Đó là do cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm ở trong con người của người mẹ. Con ăn chay trường chưa? Dạ, con cũng đang cầu xin để được ăn chay trường. Ồ, mấy ngày rồi? Dạ, tháng mấy thì ngày? Thì con cũng ăn theo mẹ của con. Mẹ của con cũng đã ăn chay trường rất là lâu. Ồ. Hồi mà mẹ con bằng tuổi con nha. Ồ, vậy hả? Dạ. À, khi mà cái người có một cái thân xinh xắn đẹp á, một số người họ bị chết yểu bởi vì họ không biết ăn chay và họ không giữ được cái hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Cho nên thành ra nếu mà cái đẹp này đem cống hiến cho Phật Pháp, hát nhạc, rồi mình làm những chuyện mà để giúp đời, thì cái vẻ đẹp này nó sẽ giúp cho những người khác rất là tốt. Ví dụ như con ăn chay á, rồi con mới nói tôi đẹp tôi do ăn chay nè. thì người ta làm sao? Người ta bắt chước đúng không ạ? Rồi nói thêm một câu nữa, tôi đẹp như vậy do niệm Phật nè, bắt chước. Điệu pháp mà. Cho nên ngăn cái tiện này á, con cống hiến hai bài hát nó cũng rất là tốt, nhưng mà muốn để nó tốt hơn nữa đó. Muốn sống thọ con về ăn chay trường nha. Dạ. Con đang phát âm. Khi mà mình biết điều đó tốt là mình làm liền, chứ không có sẽ làm hoặc đang làm ngay. Rồi với hai nữa về niệm Phật ha. Với hai nữa là con được cái thân sắc này phải luôn luôn mẹ con phải đi bên cạnh, nghe chưa? Dạ. Chứ không là để mấy anh chàng trai mà xấu số, không có đạo đức cớp con đi, cái con khổ đời con nha con. Rồi, thầy tặng món quà phong bì ha. Rồi với một bịch quà ha, lấy bịch quà giùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sư phụ ân sư của chúng ta lập ra tịnh thất, ngôi nhà chung này mục đích lo cho các cụ già. Nhân ngày lễ tri ân ngày hôm nay, sư phụ cũng có những phần quà dâng lên tặng cho các cụ thường trụ của chúng ta. Kính mời các cụ ra để sư phụ tặng quà. Kính mời các cụ. Giờ đây chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Nhượng Minh, Đại Đức Thích Nhập Thiền hoan hỷ tiến lên trên để có những phần quà dâng lên cúng dường cho tất cả các cụ trong buổi lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật, chúng con thành kính cung tịnh. Thưa quý vị, các cụ về đây niệm Phật, hiện tại giờ khu chuyên tu, rồi gửi bên ngoài một số các cụ cũng được 300, hôm nay mua 300 phần quà để tặng cho các cụ. Riêng cái ngày tri ân thì mình cũng nghĩ đến các cụ già. Họ về đây họ niệm Phật. Đầu tiên tỉnh thất có 4 cụ thôi, niệm Phật lần lên 2014 là 800 cụ. Rồi sau đó rồi gửi đi xuống chùa Hộ Pháp, chùa Pháp Thường. Hôm nay các cụ có một số người trong gia đình có điều kiện cũng mua nhà, rồi mua nhà trọ, ở nhà trọ ở lanh quanh đây. Thì giác nhàn thấy cái điều này nó cũng hay, vì ở nhà trọ rồi cái chỗ mình ở tạm bợ đó thì lúc mình ra đi mình không có quyến luyến, mình về với Phật nó dễ. Cho nên các cụ dầu cho những cái biến cố chuyện này chuyện nọ gì đi nữa, các cụ vẫn không có bỏ giác nhàn với lại bỏ các thầy ở đây. Mà chính do các cụ ở đây là trong ban hộ niệm 100 người, rồi các cụ hàng ngày niệm Phật, cái chánh điện mình nó đông là do các cụ. Nếu mà các thầy, các chú trẻ mà kêu một ngày 4 thời như các cụ chắc tu không nổi. Mà dẫu cho tu nổi đi nữa không có người nào nấu cơm cho các cụ ăn. Thành ra hôm nay thì đây là những người ân nhân mà ở đây niệm Phật, lo cho đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh là nhờ cái công đức niệm Phật. Nên ra cái đạo tràng mình có một nhóm người là lo nấu ăn, lo quét dọn, lo lắng cho những người niệm Phật, rồi có người niệm Phật nữa. Quý vị biết một đạo tràng mà có được khoảng 50 người mà họ xuyên suốt niệm một ngày cho mình 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 10 tiếng không dễ gì có đâu. Không dễ gì kiếm người đâu. Quý vị thấy một số đạo tràng đầu tiên 100-200 lần rải rác cái là thôi rớt hết, khoảng 2-3 năm rồi rớt hết. Hoặc giả là
đạo tràng đó mỗi ngày chủ nhật hoặc là rằm hoặc tháng mấy kỳ sau cái rồi rụng bại từ từ, mình không có nuôi được cái chí vãng sanh của họ, cái họ bỏ hết. Cho nên hôm nay cái pháp hội của mình, các cụ về đây niệm Phật để quyết định vãng sanh. Có những người này gia đình rất là nghèo, bỏ họ, mang lên chùa bỏ đi mất tiêu. Rồi lâu ngày lên gặp cái nhìn thấy bữa nay sao mà thầy nuôi mẹ con trắng trẻo đẹp dữ vậy. Rồi có những người gia đình cũng giàu có nhưng mà họ cũng buông hết, họ lên đây để họ niệm Phật để cầu vãng sanh. Đó là những người mà họ có chí quyết để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay nhân ngày lễ tri ân đến Tam Bảo, sư trưởng, cha mẹ, tổ quốc, Kỳ Giác Nhàn có những phần quà để tặng cho các cụ, để cho các cụ có cái niềm vui. Kỳ Giác Nhàn cũng không có bỏ quên các cụ khi có những ngày lễ lớn. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi giờ các cụ vào ha. Dạ. Buổi lễ cảm niệm tri ân sư trưởng ngày hôm nay đã chính thức khép lại. Chúng con một lần nữa xin cảm niệm tri ân công đức của chư tôn thiền đức tăng ni trú xứ tại các tịnh viện, tịnh xá, các chùa, niệm Phật đường, v.v. đã đến dành một chút thời gian quý báu để đến tham dự và chứng minh chung vui trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, là cây đại thụ che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Và chúng con xin kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố và chí thành niệm Phật, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi thiết dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tại tỉnh Tắc Quan ông tổ chức ngày lễ tri ân sư trưởng, tri ân Tam Bảo, tri ân sanh, tri ân cha mẹ, tri ân tổ quốc. Quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ 50 triệu ra để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thế là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ tiền bạc của cải, vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được quý vị mua về để nghe chánh pháp, được nghe câu vãng đức hồng danh A Di Đà Phật. Quý vị được công đức pháp thế là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ lông, tiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi lên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thế là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Phạm Võng dạy rằng tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp đã sanh tử luân hồi, người chết làm cá chết làm người chết làm chim chết làm người chết làm ba cha ba chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây các vị nên phát Bồ Đề tâm, quy Tam Bảo sám hối nghiệp trước, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên, tánh không bất đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị đại thiên chân thiên đẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lo qua tạng giới cái trung vô sứ bất siêu luân thị bất đẩy thị diệu cực pháp thân. Trần bất nhiễm trần vạn tác tự kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộng nhiên tác dương sân. Khi kế ban nhiên thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phạm hô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận nguyên trừ phổ sáng pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc như thiết nghiệp chứng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hồi thường quần bồ tát. Nam mô đại bi hồi thường quần bồ tát thiên thủ thiên nhã vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô a di đà na 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 ya ya. Nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bát đại gia bồ đề tấn đọa bà gia ca gia an tấn bà đa bà về số tấn đà đăng tỏ. Nam mô tấn kiến lòng đỏ y mong a di đà bà lo yến đế tấn phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cổng trì a di tấn bà a la đà vua bà a di dừng tấn bà tấn đa na ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện tấn a bà lo a lo ca đến ca ra đến di a di đoạn tấn bà tấn bà ma ra ma ra ma ai ma ai đi đà dừng cô lo cô lo yến môn đồ lo bà già gia đế ma bà già gia đế
tâm đà dạ đà bà ha tâm đà vô nghệ tâm bà ra dạ đà bà ha đà ra cẩm trì đà bà ha ma ra na ra đà bà ha ta bà ba ha tâm đà dạ đà bà ha dạ kiến ra tâm đà dạ đà bà ha ba đà ma yến tâm đà dạ đà bà ha đà ra cẩm trì bằng đà ra dạ đà bà ha đà bà ha nam mô an ra nắng đà na ra dạ dạ nam mô a di đà bồ lô yến đế tướng bằng ra dạ đà bà ha an tấn điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha An tâm điện đô mạng đa la mạng đà dạ ta bà ha này các loài chúng sinh kia các người nên nhớ cho khi bỏ ông súc sanh được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh hóa cùng những thiết chi niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thối để độ tận chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trước lòng trọng tục lắm tôi chỉ gây bao tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chết từ đau khổ lòng vậy sình có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới vây tên bắn móc câu thả mồi lúc đó dù kêu gống ai thương hồn hồn ống bắn nó đang son nồi vô mừng chết nay ngươi cầm chắc may sang nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được có thân thân vá màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật xong dốt lòng quy bán quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật lưỡng túc trung tôn cả vị quy y pháp ly dụ trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật không đọa địa ngục vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các ông đội bằng sanh này các loài chúng sanh kia các ngươi chưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai như lai nam mô quảng văn thần như lai nam mô ly vai như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh luân tất hành nam mô nhã ma la mật đa thị chư kiến hộ ẩn giai không độ nhân thế cõi an thế lợi tử nhất bát gì không bát gì sanh sanh tính tỳ công diệu bồ như thị sa lợi tử thị chư bát không tướng bát sanh bát diệu bát có bát tầng bát phan mang dậm thì có ông trung vô sáng vô thọ lượng hành đức thần ý bồ sáng tinh đương vị do pháp vô dạng giới đại trí vô ý tướng giới vô vô minh diệt vô minh tầng đại trí vô lạ tự diệt vô lạ tự tầng vô khổ tầm diệt đà vô trí diệt vô đắc diệt vô sở đắc vô nhã ma la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quán ngài cố vô hữu cũng vô biển ly niên độ mầm tưởng cố khanh niên bằng tâm thế chư và ngay bắn nhã ma la mật đa cố đắc a nậu đa la tâm điệu tam bồ đề thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú đẳng trời nhân thế cõi chân thì bất hư cô thiên bát nhã ba la mật đa chú thân thế chú vi yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà ba la tăng yên đế bồ đề tát bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà nam mô a di đà bà dạ na la dạ na dạ na di đà la thì ra thì ca lan đế a di thì ra thì ca lan đế dạ di thì dạ dạ đế chí ra ca lệ tam bà a nam mô a di đà bà dạ ra ra dạ ra dạ ra thì ca la di thì ra ca ma thì a di thì ra thì ca lan đế a di thì ra thì ca lan đế dạ di thì dạ dạ ra chí ra ca lệ tam bà a nam mô dạ ra thì ca la a di thì ra ma thì a di thì ra ca ma thì a di thì ra thì ca lan đế a di thì ra thì ca lan đế dạ di thì dạ dạ ta bà ha nguyên mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi sinh đinh từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn độ a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật 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 đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng Bồ Tát Nam Mô Thánh Tịnh Đại Hải, chúng Bồ Tát nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.